cái gì có nhu cầu gì? Tiền làm gì ấy chứ? Con nói lại từ từ, nói lại từ từ bố xem nào. Con nói lại đi xem là sao, thích gì? Tiền để làm gì ấy chứ? Nói lại từ từ, nói từ từ. Tiền mua kem á? Con xin bố là con đòi của bố. Xin bố mà lại giọng như kiểu đòi bố vậy. Mặt thành khẩn nào, tiền ở đâu? Không được, đây. Không được lấy ở đấy được. Bố đang chỉ có tiền. Anh ấy có số bảo mẹ, số bảo mẹ nhá. Ây, ầu. Mẹ có tiền, số bảo mẹ. Đây, bạn Minh nó lấy tiền ở đây. Các chú công an nhìn nhé. Đây này. Bạn Minh đòi lấy tiền ở đây. Đây cho các chú công an nhìn. Đây. Đấy. Các chú công an để ý nhá. Đây bạn Minh đòi lấy tiền ở đây. Đấy, các chú xem là có bắt không? Đây. Không được, bố không đồng ý. Bố không đồng ý.